Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh Thanh Lý Hàng của cửa hàng âm thanh Xuân Lục Đỏ. Thì ngày hôm nay cửa hàng bên em xin lên sóng cho các bác đây là một đôi loa 3G Audio G810. 3G B3 là một các bác nhá. Vì cái tem 3G bị rơi thì bọn em sử dụng là tem B3. Thì B3 với 3G là một. Đấy. Thì dòng loa này các bác đã biết rồi, nó rất là nổi tiếng trên thị trường, một dòng loa 3G 4 tép 1 2 3 4. Đấy, nó sử dụng tép lệch các bác nhá, 1 2 và 4 và một bát 25 rất là nổi tiếng thị trường. Với cặp thùng của nó là đẳng cấp luôn, cặp thùng của nó là đẹp nguyên bản, em chưa vệ sinh nhưng mà nó lại nói là rất rất là đẹp, chưa có một góc cạnh nào bị sứt mẻ gì cả, tất cả mọi thứ đều đẹp. Thực sự cái đôi thùng này của em nó đáng giá, rất là đáng giá luôn các bác nha, rất là đáng giá. Đây G810 tất cả mọi thứ là nguyên hết, tem mác tất cả mọi thứ led rai còn nguyên, không mất một cái gì hết cho các bác, đang còn nguyên bản thùng vách đây, các góc cạnh này đang còn đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Đấy, em chưa tút tát gì mà đang đẹp như thế này các bác này. Đấy bác thấy ạ, đang rất rất là đẹp các bác nha. Một đôi loa này phải nói là cái đôi thùng này bây giờ trên thị trường người ta đang bán tầm khoảng hơn 1 triệu một đôi thùng này. Nếu bác nào không may mà lỡ hư loa thì ngày hôm nay bên em cũng gọi có thể nói là bán thùng cho các bác đây. Thì nếu các bác nào để ý cái kênh Nam Tiếp KTV ấy, thì bên kênh Nam Tiếp cũng đã đăng đôi loa này, nhưng rất tiếc đó là hôm bác Nam đã nhận được đơn nào đó một ai á, thì bác cố ghi âm cuộc gọi nhưng mà lỡ tay không biết là để mất đâu, một cái âm đó tìm không ra thì mất cái đơn mà cũng không thấy bác gọi lại, cho nên ngày hôm nay bên em đăng lại cho các bác. Hôm trước bác Nam bán là 2 triệu đồng nhưng hôm nay thôi lỡ rồi, khuyến mãi cho bác 100 ngàn, bé bán 1 triệu 9, 1 triệu 9 là đôi loa này, 1.900.000 đồng cho một đôi loa 3G Audio dòng G810 rất nổi tiếng, phải nói cái thùng nó đẳng cấp luôn. Tình trạng đôi loa này như sau. Đây là một đôi loa có thể nói là đương nhiên nó phải có cái giá của nó, một đôi loa này bình thường chúng ta cũng phải tầm khoảng 3 triệu 8 đến 4 triệu một đôi. Nhưng ngày hôm nay vì sao nó lại chỉ có giá 1 triệu 9 thôi? Nó phải có lý do các bác nhá. Em bán 1 triệu 9 thực ra là em bán đôi thùng này thôi, cặp thùng này thôi các bác nhá. Nhưng em vẫn rất là tận tâm đắc với đôi loa này, cho nên em đã phải hy sinh một đôi loa Zomindo của em. Đấy. Đấy. Em đã hy sinh một đôi loa Zomindo của em để em lấy cặp bát của loa Zomindo. Bởi vì em có một đôi loa dần đôi bị thùng hơi xấu, em lại lấy ra và em gắn vào đây. Có cái cặp bát này là sử dụng bát bát xịn, bát zin luôn của hãng Zomendo luôn, một cặp bát trùng nhau luôn nhá. Em lấy cả một đôi ấy, cả một đôi loa luôn đấy, có nhìn nào, cả một đôi loa luôn đấy, cả một đôi loa của hãng khác của loa Zomendo em gắn đây luôn đấy, bát tuyệt vời hay luôn, bát màng xanh đồng hoàng luôn. Tép 4 tép thì bên em sử dụng tép của những hãng khác, rất là nhiều hãng, cũng cả Zomendo em đã tháo vào đây này. Nói chung là tép thì dùng rất là nhiều hãng. Đấy, mỗi tép nó có cái hay gì em trộn lẫn sạch. Đấy, 4 cái tép, 8 cái tép. Cái lon này tổng cộng có 8 cái tép một đôi. Thì em sử dụng nhiều hãng gắn lại với nhau để cho nó ra cái đập nó khá đặc biệt, bác nghe khá là hay. Đấy, thực sự khá là hay luôn. Cho nên đôi lon này thực sự khi bên em đã phối kết như vậy thì các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Các bác chỉ về việc sử dụng mà không phải làm thêm bất cứ một cái gì cả, kể cũng chẳng cần phải tút tát thì chỉ cần lau chùi thôi là dùng thôi. Nó quá đẹp luôn. Thực sự nó quá sang chảnh luôn. Với cặp thùng như thế này các bác sẽ không bao giờ mua được trên thị trường. Sâu như là không ai bán, không ai bán cả, bởi vì nó dòng loa này nó rất là hiếm và rất là hay, cho nên nhiều người săn lùng lắm, cho nên là không bao giờ ai bán thùng cho các bác. Nhưng ngày hôm nay bên em bán cho các bác cái giá 1.900.000, thực ra nó bằng giá một cặp thùng và một cặp bát này của em. Đấy, cái thùng này của em đã gần 2 triệu rồi, em bán cặp bát cho các bác cũng phải ít nhất một cặp bát phải tầm 600 ngàn, đúng không? Thì thực ra em mới bán có một cái thùng rồi là chính rồi, còn bát này gần như là bát tép tặng hết. Và đặc biệt cặp thùng này bác nhớ cho em là phân tần hết, các bạn thứ zin hết, bông đang nguyên bản hết, không có một cái gì hết. Đẹp tuyệt vời luôn, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Thùng cạnh đang ngon lành hết. Đây các bác nhìn ra này. Thùng góc cạnh đang ngon lành hết luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Thì đôi này em dành cho bác nào mà nhanh nhất đấy, chúng ta gọi điện sớm thì sẽ được sở hữu ngay đôi loa này. Một đôi loa phải nói là chất lượng cho các bác luôn. Rất là hân hạnh khi được phục vụ các bác và mong mọi người hãy theo dõi kênh Xuân Lục Đỏ, kênh Thanh Lý Hàng để chúng ta có cơ hội chúng ta tìm những sản phẩm giá tốt nhất và rẻ nhất và hay nhất các bác nhé. Kênh bên kênh Xuân Lục Đỏ, Xuân Thanh Lý, kênh Thanh Lý Hàng sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bác trong quá trình buôn. Em bên em buôn bán sẽ có những sản phẩm, ngày nào cũng sẽ có những sản phẩm giá rẻ hợp lý nhất và đương nhiên chúng ta sử dụng ok. Bên em sẽ không bán loa không sử dụng được anh nhá, cho nên mọi người yên tâm, nếu không bán loa được em sẽ bán thùng thôi chứ em không bao giờ em bán loa hở. Đấy, cho nên rất là mong được mọi người ủng hộ cũng như đăng ký kênh để chúng ta cùng hợp tác và cùng phát triển các bác. Những đợt đăng ký kênh cũng như lượt view, mọi người like hoặc là đăng ký hoặc là xem kênh, đó là một động lực để bên em cố gắng hơn,
tốt hơn ở trong quá trình làm video nữa các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Tạm biệt các bác ạ.